Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là mình import một cái file PowerPoint vào chủ phần mềm Camtasia. Thì đầu tiên để mà import được một cái file PowerPoint vào phần mềm Camtasia thì chúng ta sẽ mở phần mềm Camtasia lên trước. Đây, đây phải giao diện phần mềm Camtasia. Để mà import vào thì mình sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là mình mở file PowerPoint lên trước. Đây, mình mở sẵn đây ha. Rồi mình sẽ copy một cái file, giả sử như mình copy cái đầu tiên này. Mình Ctrl C vào. Ctrl C sau đó mình mở Camtasia lên. Và mình Ctrl V vào. Đấy thì nó sẽ cho mình một cái file PowerPoint đầu tiên. Hạn chế của cái cách này á, là mỗi lần mình chỉ copy được một cái file thôi. Để mà đưa được tất cả cái slide vào trong Camtasia luôn á, thì chúng ta sẽ chọn chức năng import. Thì khi import thì mình có thể kích vào dấu cộng này, mình chọn import media, hoặc mình có thể vào file và mình chọn chức năng import đây, import media. Đấy chưa? Rồi mình tắt file PowerPoint trước nhá, để mình import vào nhá, rồi mình tắt đây. Rồi mình sẽ chọn cái đường dẫn này, đường dẫn của file PowerPoint đây, mình chọn import. Thì khi mà nó sẽ muốn hỏi mình, nó cũng muốn mở lên để mình chỉ đọc thôi ha. Ok, chọn open. Và hiện tại nó đã, cái chức năng nó đang hiển thị hồi nãy đó là chức năng, nó sẽ là chức năng convert từ cái file PowerPoint sang file hình ảnh. Rồi bước tiếp theo nó sẽ hỏi mình là mình sẽ import tất cả các slide hay là sao, hay là import một cái, import cái vòng nào, thì mình sẽ chọn import tất cả vào, thì mình chọn import này. Rồi thì mặc định tất cả các cái file PowerPoint nó đã vào trong chỗ thư viện cho mình, thì lúc đó mình sẽ chọn tất cả, hoặc là mình chọn những cái mình cần làm sẽ đưa vào timeline, thì mình kéo xuống. Mình mở rộng thêm tí để nhìn nhau. Đây. Mình xóa cái này đi. Rồi, khi chúng ta đã có những cái slide mình muốn sử dụng thì chúng ta sẽ bắt đầu thao tác với nó. Đầu tiên, mình sẽ kiểm tra xem thì cái thời gian nó hiển thị là bao nhiêu. Thì mình kích chuột phải vào các bạn nhé. Thì mở duration này. Thì hiện tại mỗi cái slide nó đang hiển thị là 5 giây. Để tăng cái thời lượng của cái này lên á, thì mình có thể là, đầu tiên mình sẽ kéo nó rộng ra trước đây ha, mình để khoảng cách cho nó đi. Đây. Giống như mình muốn kéo nắm cái này ra phía sau lùi để mình có cái khoảng trống mình kéo cái này, thì mình nhấn phím shift và mình cái này nó cắt mất các bạn ha. Bạn bỏ cho đúng với giữa đấy. Nó bật. Mở rộng thêm diện nhìn đi. Đây. Khoảng cách đây thì mình kéo nó ra ha. Rồi. Giờ mình muốn điều chỉnh cái thời gian hiển thị của cái slide đầu tiên này. Yeah. Mình kích chuyển vào đó, mình chọn duration. Thì hiện tại nó là 5 giây thì mình có thể điều chỉnh lên 10 giây. Ok. Và mình làm tương tự đối với các slide khác các bạn nhé. Trong phần điều chỉnh thời gian thì mình sẽ điều chỉnh về cái hiệu ứng chuyển giao giữa hai cái slide này. Thì để có thể mà thêm hiệu ứng cho nó thì giả sử như mình sẽ kích chuột vào hai cái luôn. Và mình chọn chức năng trên section đây là chức năng để thêm cái hoạt cảnh chuyển giao giữa hai cái. Ra sau rồi các bạn nhé, mình bỏ trước này đi. Hiện tại ra sau này này ha. Thì mình không muốn vào trước này, mình muốn nằm trước này thôi. Chưa được. Mình thử lại các bạn nhé. Chắc là nó mờ rồi nhỉ. Thử.
Kéo lại các bạn nhé. Thả vào đây thử đi. Ở sao không được nhỉ? Thả vào đây thì được, đây không được. Hay nhờ. Thôi giả sử mình lấy cái này đi, cái kia nó cũng được thì mình thì kiểm tra sau. Giả sử như mình kéo cái hiệu ứng nó vào đấy thì mình khi mình di chuyển qua mình sẽ thấy cái hiệu ứng của nó này. Đây là cái hiệu ứng cái thời gian nó hiển thị là trong suốt 2 giây. Giả sử mình muốn tăng cái thời gian hiển thị hiệu ứng thì mình kéo thế này thì nó sẽ tăng lên đấy, hoặc là giảm xuống. Cái thời gian này là cái thời gian chuyển giao giữa hai ngữ cảnh với cái hiệu ứng này. Các bạn ạ, các bạn rõ chưa? Đây. Thì muốn thêm cái hiệu ứng mới, giả sử mình thêm bên này thì sao nhé. Rồi mình muốn kéo một cái hiệu ứng khác đi vào giữa hai slide này đấy, thì mình kéo vào thì nó phải có hiển thị khác, các bạn thấy nhé. Đây, mình kéo vượt qua này, đó đây là hiệu ứng chuyển giao giữa hai slide, ok chưa. Rồi điểm thêm cái ghi chú vào, vì hiện tại những cái mà mình ghi chú trên này á, thì hiện tại là chuyển phát hình ảnh thì mình có thể thay đổi những cái thông số này được. Thì muốn thêm một cái thông số ghi chú gì nữa thì mình vào chức năng này các bạn nhé, và mình cứ add vào, mình kéo vào thôi. Đấy, mình kéo vào, mình ghi chú đi vào. Rồi chức năng này là cái chức năng để mình hiển thị cái hình ảnh này trong suốt cả thời gian thì nó có hiệu ứng như thế nào. Giả sử mình kéo một cái các bạn nhé, mình kéo cái phút hợp bỏ nó cái này đây. Mình sẽ xem luôn nhé. Mình chọn property. Rồi chức năng nó khi vào này, khi thì khi trong quá trình nó hiển thị này, và lúc ra thì là thế nào thì mình giả thử mình xem đi. Xem vào. Đó, đấy. Nó hiển thị như vậy đó. Thì mình thay đổi thay đổi cách hiển thị của nó như thế nào thì mình vào chọn chữ style này các bạn nhé. Và mình sẽ tích qua từng cái và mình kiểm tra xem thử là cái nào mình thích thì mình chọn. Ok chưa? Rồi vì hiện tại thì giả sử như mình mà hướng dẫn hết các bạn tất cả các chức năng đấy sẽ nhiều, thì mình sẽ dành một vài hướng dẫn về những cái hiệu ứng sau. Thì cái bài học hôm nay thì các bạn ghi nhớ cho mình hai vấn đề chính. Thứ nhất là cách import file PowerPoint vào phần mềm Camtasia, thì nó hai cách. Nhất là mình có thể copy từng cái một để đưa vào Ctrl C Ctrl V. Cách thứ hai là mình có thể là chức năng import, tất cả các file, import file và tất cả các slide nó sẽ đi vào luôn. Và thứ hai là khi đã có cái các cái slide trong chỗ phần mềm Camtasia thì mình sẽ bắt đầu chọn các hiệu ứng cho nó, các ghi chú cho nó. Và sau đó thì mình có thể chèn thêm những cái nhạc nền hay là file media gì cho nó luôn. Thì các bạn xem qua video, nếu có phần nào mà không rõ thì các bạn có thể ghi chú cho mình. Comment để cho mình, để mình có thể là biết và mình có thể là giải thích cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Khi để ủng hộ mình thì các bạn có thể là đăng ký và xem các video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.